Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện xưng danh hiệu Chư Phật phẩm thứ 9. Lúc đó ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay con vì chúng sanh trong đời sau mà phô bày sự lợi ích làm cho trong vòng sanh tử đặng nhiều lợi ích lớn, cúi xin Đức Thế Tôn cho phép con nói đó. Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Này ông muốn khởi lòng từ bi cứu vớt tất cả chúng sanh mắc phải tội khổ trong sáu đường mà diễn nói sự chẳng thể nghĩ bàn, bây giờ chính đã phải lúc, vậy ông nên nói nghe đi. Giả sử ông có thể sớm làm xong nguyện đó, ta giàu có vào niết bàn cũng không phải lo ngại gì đến tất cả chúng sanh hiện tại và vị lai nữa. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vô lượng vô số kiếp về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Biên Thân Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây mà tạm thời sanh lòng cung kính, liền đặng siêu việt tội nặng sanh tử trong 40 kiếp, huống là vẽ đắp hình tượng cúng dường tán thán, người này được vô lượng vô biên phước lợi, lại hàng hà xa kiếp về thời quá khứ. Có Đức Phật ra đời hiệu là Bụ Thắng Như Lai, như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đây, phát tâm quy với Phật trong khoảng khảy móng tay, người này chọn hẳn không còn tối chuyển nơi đạo vô thượng chánh giác. Lại thuở về thời quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, thoáng có lỗ tai, người này sẽ được 1000 lần sanh lên từng trời cõi sáu từng trời cõi dục, huống nữa là chí tâm sinh niệm. Lại bất khả thuyết vô số kiếp về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Sư Tử Hống Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây mà phát tâm quy chừng cho một niệm, người này sẽ đặng gặp vô lượng các Đức Phật thoa xoa đầu xoa đảnh thọ ký cho. Lại về thọ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Câu Lưu Tôn Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây chí tâm chiêm ngưỡng lễ bái hoặc tán thán, người này nơi pháp hội của 1000 Đức Phật trong hiền kiếp là một vị đại phạm vương, đặng Phật thọ ký đặng vô thượng cho. Lại về thọ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai, như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đây thời mãi không còn sơ đạo vào chốn ác đạo, thường được sanh vào chốn trời người, hưởng lấy sự vui thủ thắng uy diệu, lại vô lượng vô số hàng hà xa kiếp về thọ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Đa Bụ Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây liền khỏi đọa vào ác đạo, thường ở tại cung trời đau lợi hưởng sự vui thủ thắng uy diệu. Loại về thọ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Bủ Tướng Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây sanh lòng cung kính, không bao lâu người ấy sẽ đặng quả A La Hán. Lại vô lượng vô số kiếp về thọ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Ca Sa Chàng Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thời người này sẽ siêu thích sanh tử trong 100 đại kiếp. Loại về thọ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Đại Thông Sơn Vương Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây mà thời người này đặng gặp hàng hà xa chư Phật nói nhiều pháp màu cho đến đặng thành đạo Bồ Đề. Loại về thọ quá khứ có Đức Tịnh Nguyệt Phật, Đức Sơn Vương Phật, Đức Chí Thắng Phật, Đức Tịnh Danh Vương Phật, Đức Chí Thành Tụ Phật, Đức Vô Thượng Phật, Đức Diệu Thinh Phật, Đức Mãn Nguyệt Phật, Đức Nguyệt Diện Phật, có bất quả tiết Đức Thế Tôn như thế, tất cả chúng sanh trong thời hiện tại cùng thời bị lai, hoặc là trời, hoặc là người, hoặc là người nam, hoặc là người nữ, chỉ ý niệm được danh hiệu của một Đức Phật thôi sẽ được vô lượng công đức, huống nữa là niệm được nhiều danh hiệu. Những chúng sanh đó sanh lòng lúc đó lúc sanh lúc tử đặng nhiều phước lợi, không còn phải soi đạo vào ác đạo nữa. Như có người nào sắp mạnh chung hoàn thân quyến trong nhà nhận đến một người vì người bạn sắp chết đó mà niệm lớn tiếng danh hiệu của một Đức Phật, thời người đó trừ năm tội lớn vô gián các nghiệp báo khác đều tiêu sạch cả. Năm tội lớn vô gián kia dầu rất nặng nề, đáng lẽ phải trải qua ức kiếp không hẳn ra khỏi đặng quả khổ, nhưng bởi lúc lâm châm nhờ người khác vì đó mà xưng niệm danh hiệu của Đức Phật cho nên những tội nặng đó lần tiêu sạch, huống là chúng sanh tự mình xưng danh hiệu của chư Phật, người này sẽ đặng vô lượng phước lành, trừ diệt vô lượng tội khổ. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện quyển chung hết.